Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đây sẽ là video tổng kết năm Nhâm Dần 2023 của chúng tôi. Năm vừa qua, có quá nhiều những câu chuyện buồn đã xảy ra. Từ cuộc chiến ở Ukraine cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng, cho đến tình trạng dịch bệnh thảm khốc tại Trung Quốc, hay là làn sóng khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang ảnh hưởng tới túi tiền của từng người dân tại Việt Nam. Nhưng mà hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, và đã đến lúc các câu chuyện này, những câu chuyện buồn này cần phải tạm gác sang một bên. Chúng ta hãy quây quần bên mâm cơm đoàn viên của gia đình để nói về những chuyện vui và cùng nhau đón chờ thời khắc giao thừa thiêng liêng của đất trời này. Và ngay sau đây, Hoàng Hải sẽ rời khỏi trường quay, tạm thời dừng công việc bình luận của mình lại để chuẩn bị cho một buổi tối tất niên bên gia đình. Video này cũng sẽ là video cuối cùng của kênh Bàn Cờ Quân Sự trong năm Nhâm Dần 2023. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi trong một năm vừa qua. Và hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong năm mới với những tin tức nóng hổi và bình luận chuyên sâu về bàn cờ chính trị thế giới quý vị nhé. Còn bây giờ, hãy đi theo chúng tôi. Kính thưa quý vị, thời khắc giao thừa đang đến và chúng ta hãy cùng gác lại những muộn phiền âu lo của năm cũ để cùng với gia đình mình trải nghiệm những thời khắc cuối cùng của năm 2022. Chúng ta hãy cùng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, nơi thế giới tràn đầy tình yêu thương, sự thiện lương, chân thành và nhẫn nại. Hoàng Hải xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ chương trình Bàn Cờ Quân Sự trong năm vừa qua. Và xin chúc gia đình của quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2023. Còn bây giờ, chúc mừng năm mới.